Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Hiện tại đang là 9 giờ sáng ngày 29 tháng 8 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị là một bộ đại tự hoành phi câu đối. Thì bộ đại tự này tôi sẽ quay theo yêu cầu của một vị khách hàng. Bộ này có bằng chất liệu là bằng gỗ gộ. Có kích thước là 1m97 nhân với 67, còn câu đối là 197 nhân 25. Thì tôi đã hoàn thiện và thiếp bạc rồi. Đây tổng thể của bộ cuốn thư đây, chúng tôi gọi là hoành phi câu đối. Đấy, tổng thể ở đây. Bây giờ tôi sẽ đến gần và quay chi tiết hơn cho quý vị có thể tham khảo, nếu khách hàng xem được. Thì phần chữ là được đục chạm ba chữ là Đức Lưu Quang. Đấy. Thể hiện là cụ người ta là đức độ tỏa sáng muôn đời đấy. Còn về phần hoa văn thì được đục chạm mà tứ quý xen lẫn ba chữ này, tứ quý tùng trúc cúc mai, hoa nở bốn mùa. Và ngoài ra thì có những cái phần triện, phần rút như vậy, phần gấm như này, tượng trưng cho một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đấy là những cái hoa văn, ý nghĩa của những cái hoa văn là như vậy, theo quan niệm của cụ ta ngày xưa. Và cái phần chữ này thì được chúng tôi là thiếp bạc lá. Đấy, thiếp bạc lá là chúng tôi sơn và dán một lớp bạc mỏng phủ lên đây rồi, nên là quý vị sử dụng là vô cùng là yên tâm, là có thể trong hàng trăm năm là không bị bay màu phai đi. Còn trên thị trường một số sản phẩm là họ phun nhũ, có nghĩa là phun nhũ ở đây thì sẽ bị bạc, trong vòng một vài năm nó sẽ bị bạc đi. Nhưng là cái sản phẩm chúng tôi là chúng tôi thiếp bằng bạc lá rồi, nên là quý vị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ bị bay màu. Còn là hoành phi này, cái phần giữa này là liền tấm một là tấm nhé quý vị nhé. Và đây có phần khuôn tranh bên ngoài, phần giữa là liền một tấm, rất là giá trị. Đó là về phần hoành phi. Còn là về phần câu đối bên này này, là được đục chạm mà hai chữ là hai hàng chữ là tổ tông công đức thiên niên thịnh. Đấy, bên kia là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Tôi quay qua và lướt toàn bộ hình ảnh sản phẩm cho khách hàng có thể tham khảo. Đây là phần câu đối. Đây là do ánh sáng nó chưa được chuẩn lắm, bởi vì phía ngoài cái ánh sáng nó dọi thẳng ống kính nên quý vị thì nó rất là có ánh sáng nó bị lóe, quý vị khó quan sát. Đây, quý vị có thể thấy đây là vân gỗ vụ nhé. Phần lướt qua hết màn hình sản phẩm cho quý vị xem. Đây, phần vân gỗ rất là đẹp này. Đấy. Đấy, quý vị có thể xem được kỹ. Bên dưới này là đục chạm hình tượng con lân, còn bên phía trên đỉnh là chú Phượng. Ngoài ra thì có những biểu tượng tứ quý hay là những cái bầu rượu cuốn thơ ở đây, hình tượng gấm này rất là đẹp. Còn sản phẩm là chúng tôi cam kết là 100% chất liệu gỗ vụ đây. Khách hàng có thể xem được đây, phía đằng sau chúng tôi để nguyên mộc và chưa phun sơn cái gì cả. Đó, đây là phần gỗ vụ nha. Những khách hàng nào có thể sành và tinh thì am hiểu về gỗ thì có thể biết được đây là vân gỗ vụ. Đấy, đằng sau chúng tôi để nguyên mộc, không có sơn thế gì. Đấy, chưa có vị xem, thấy rất là đẹp. Gỗ rất là đẹp, chúng tôi chọn gỗ rất là đẹp đấy. Tuy nhiên là không có gì thế này 100% được, nhưng mà gỗ như này là rất là đẹp rồi. Đây còn phần phía câu đối bên này cũng vậy. Tôi có khách hàng để xem được. Tôi lướt rồi. Bên này là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Đấy. Thì hai hàng câu đối này thì có ý nghĩa là tổ tông công đức thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh, thì có nghĩa là ta sẽ thờ phụng tổ tiên thì là sẽ là rất là thịnh vượng, rất là tốt. Đó là hình ảnh nhá. Còn video hiện tại chúng tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở chúng tôi này. Phía này là phía ngoài sân này. Đó, tôi giới thiệu thêm một chút. Thì quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816, có địa chỉ tại Văn Phúc Cẩm, Khê Phú Thọ. Ngoài ra thì quý vị có thể xem được thêm những video clip khác ở trên website đồgỗtùngtám.com. Đấy. Thì tôi giới thiệu qua về xưởng chúng tôi thì đây là bên phía ngoài sân, ở ngoài sân cơ sở của tôi này.
Đó, đây rất nhiều là bàn ghế tường tủ đây. Còn ở phía bên trong này thì cũng khá là rộng, quý vị được thấy được đây ngoài này nhé, rất là rộng luôn, quý vị vào trong xem. Đây bên trong này là cái nơi chúng tôi phun sơn hoàn thiện, cũng rất là nhiều đồ đang hoàn thiện đây. Kia là những cái đôi lục bình này, đây là bàn thờ này, đây là bàn thờ gỗ mít này, đây là bàn thờ mai điểu gỗ vụ này, rồi thì ghế Âu Á rất là nhiều. Đây đồ đạc chúng tôi rất nhiều đây. Còn phía phía ngoài này nữa là nơi chúng tôi hoàn thiện và đánh giáp. Anh em rồi sản xuất trực tiếp luôn. Đây, những ván giường ấy đang cắt mộng. Đây, ghế Âu Á rất là nhiều nha. Đây, đây là phía ngoài xưởng chúng tôi này. Thì chúng tôi có cả máy CNC đục chạm đầy đủ hết. Rồi những cái dạ sập ngũ phúc này chúng tôi đang đục, vừa đục xong đấy. Rất là nhiều. Đây là thợ chúng tôi đang lắp một bộ ghế Âu Á đây, đang trong quá trình lắp một bộ ghế Âu Á đây. Còn phía bên ngoài kia nữa, phía bên đằng sau bức tường nữa là xưởng xẻ chúng tôi, thì nó hơi khó đi ra ngoài nên tôi sẽ không quay nữa, để rất là nhiều gỗ. Và xin cảm ơn nhé, quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ để mua sắm đặt hàng đây. Sản phẩm hàng khách đã đặt hết rồi, còn là hàng VIP rồi. Rồi, xin chào.